Nam mô ba trăm vị Phật, đồng danh hiệu là Đại Tràng Phan. Nam mô 10.000 vị Phật, đồng danh hiệu là Trang Nghiêm Vương. Nam mô Thiện Pháp Thắng Phật. Nam mô Nhật Luân Quang Minh Phật. Nam mô Phổ Cái Phật. Nam mô Chánh Định Phấn Tấn Phật. Nam mô Bảo Hoa Thắng Phật. Nam mô Vô Biên Túc Bồ Phật. Nam mô Thiện Hương Hương Vương Phật. Nam mô Thiện Trạch Địch Phật. Nam mô Diệu Cao Kiết Phật. Nam mô Công Đức Vương Quang Minh Phật. Nam mô Phổ Chí Quang Phật. Nam mô Kim Cang Phật. Nam mô Luân Phật. Nam mô Nhất Thiết Sắc Phật ở thế giới bất khả tận. Nam mô Sơn Tự Tại Vương Phật ở thế giới Pháp Y Tràng. Nam mô Trí Thắng Sơn Vương Phật ở thế giới Kiên Tràng. Nam mô Thắng Hoa Tạng Phật ở thế giới Nhất Thiết Hương Cử. Nam mô Kim Cang Tạng Vân Minh Thắng Phật ở thế giới Kim Cang Bảo. Nam mô Trí Tràng Phật ở thế giới Trí Thành Tựu. Nam mô Phổ Chiếu Phật ở thế giới Ý Vị. Nam mô Phật Thắng Phật ở thế giới Hồng Liên Thủ. Nam mô
kim cang tràn Phật ở thế giới kính luân. Nam mô Nhật Tạng Phật ở thế giới quang minh thanh tịnh lực. Nam mô tối thắng lực Phật ở thế giới an lạc. Nam mô bất động Phật. Nam mô bảo tràng Phật. Nam mô vô lượng quang Phật. Nam mô diệu thanh Phật. Nam mô bảo hoa công đức hải lưu ly, kim sơn chân kim quang minh thắng Phật. Nam mô Y Đức Trụ Trì Phật. Nam mô Sanh Huy Đức Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Bảo Diễm Phật. Nam mô Kim Tát Cái Sơn Phật. Nam mô Thắng Quán Phật. Nam mô Quan Trì Kế Phật. Nam mô Biến Thắng Phật. Nam mô Sở Ưng Đoạn Phật. Nam mô Ẩm Quang Phật. Nam mô Chánh Định Thủ Thắng Phật. Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào
thọ trì danh hiệu của Đức Phật và Bồ Tát này, họ sẽ siêu việt 30 kiếp ở thế gian. Nam Mô Nhược Luân Quang Minh Thắng Phật. Nam Mô Nhược Quang Minh Bồ Tát. Nếu ai thọ trì danh hiệu của Đức Phật và Bồ Tát này, họ sẽ siêu việt 1000 kiếp ở thế gian. Nam Mô Phổ Bảo Cái Phật. Nếu có thiện nam tử nào thọ trì danh hiệu của Đức Phật này, họ sẽ siêu việt 4 đại kiếp ở thế gian. Họ sẽ luôn sinh ra ở trước chư Phật, Bồ Tát và chẳng bao giờ còn tạo năm tội ngỗ nghịch. Nam Mô Chánh Định Thắng Phấn Tấn Phật. Nếu có thiện nam tử nào thọ trì danh hiệu của Đức Phật này, họ sẽ đắc 1000 môn chánh định. Siêu việt vô ngàn kiếp ở thế gian và sẽ bằng như công đức của Di Lạc Bồ Tát. Nam Mô Bảo Hoa Thân Quang Minh Thắng Phật. Nếu ai thọ trì độc tụng danh hiệu của Đức Phật này, họ sẽ siêu việt không thể tính kể số kiếp ở thế gian. Nam Mô Tối Thắng Hồng Liên Phân Tấn Thắng Phật. Nếu ai thọ trì danh hiệu của Đức Phật này, họ sẽ siêu việt 40 kiếp ở thế gian. Nam Mô Vô Lượng Hương Thắng Vương Phật. Nếu có thiện nam tử nào thọ trì danh hiệu của Đức Phật này, họ sẽ siêu việt vô lượng kiếp ở thế gian và luôn đắc túc mạng thông. Nam Mô Bảo Hoa Phổ Tấn Như Lai. Nếu ai thọ trì đọc tụng danh hiệu của Đức Phật này, họ sẽ đắc 1000 môn chánh định và được các chúng sanh quy kính. Người ấy sẽ được chư Phật Như Lai ngợi khen. Họ sẽ siêu việt ngàn kiếp ở thế gian và không bao lâu sẽ chuyển pháp luân. Nam Mô Đại Quang Minh Như Lai. Nếu có thiện nam tử nào thọ trì danh hiệu của Đức Phật này, họ sẽ siêu việt 40 kiếp ở thế gian. Nam Mô Bảo Tạng Phật. Nếu có thiện nam tử nào thọ trì danh hiệu của Đức Phật này, họ sẽ siêu việt 60 kiếp ở thế gian. Nam Mô Bảo Thắng Phật. Nếu có thiện nam tử nào thọ trì danh hiệu của Đức Phật này, dễ như có ai xả bỏ bảy báu với số lượng chức cao như núi Tu Di và cho đến đầy khắp hằng hà xa thế giới để làm bố thí, thì phước đức của người thọ trì đọc tụng danh hiệu của Đức Phật này còn hơn người kia. Nam Mô Danh Hàng Phục Ma Nhân Thắng Phật. Nam Mô Hàng Phục Tham Nhân Tự Tại Phật. Nam Mô Hàng Phục Sơn Nhân Thắng Phật. Nam Mô Hàng Phục Si Tự Tại Phật.
mô hằng phục nhiễm ma nhân thắng Phật. Nam mô hằng phục hận tự tại Phật. Nam mô hằng phục tập nhân thắng Phật. Nam mô hằng phục xiểm khúc tự tại Phật. Nam mô hằng phục tà kiến nhân thắng Phật. Nam mô hằng phục hí tự tại Phật. Nam mô pháp thanh tịnh nhân thắng Phật. Nam mô nghiệp thắng đắc chân tự tại Phật. Nam mô như ý thông thanh tịnh đắc danh nhân thắng Phật. Nam mô khởi thí đắc danh tự tại Phật. Nam mô khởi trì giới thanh tịnh đắc danh nhân thắng Phật. Nam mô khởi nhẫn nhục đắc danh tự tại Phật. Nam mô khởi tinh tấn đắc danh nhân thắng Phật. Nam mô khởi thiền thành tựu tự tại Phật. Nam mô khởi trí tuệ đắc danh nhân thắng Phật. Nam mô thí tư duy đắc danh tự tại thắng Phật. Nam mô giới tư duy đắc danh nhân thắng Phật. Nam mô nhẫn nhục tư duy đắc danh tự tại Phật. Nam mô tinh tấn tư duy đắc danh nhân thắng Phật. Nam mô thiền tư duy đắc danh tự tại Phật. Nam mô trí tuệ tư duy đắc danh nhân thắng Phật. Nam mô hành bất khả tư nghị đắc danh tự tại thắng Phật. Nam mô hành bất khả tư nghị đắc danh nhân thắng Phật. Nam mô hành khởi đắc danh tự tại Phật.
phẩm trì trí thanh tịnh quang minh nhân thắng Phật. Nam mô tổng trì sắc thanh tịnh đắc danh tự tại Phật. Nam mô tổng trì vũ thanh tịnh đắc danh nhân thắng Phật. Nam mô tổng trì tánh thanh tịnh tự tại thắng Phật. Nam mô tổng trì sân thanh tịnh đắc danh nhân thắng Phật. Nam mô tổng trì thí thanh tịnh đắc danh tự tại Phật. Nam mô không hạnh đắc danh nhân thắng Phật. Nam mô không vô ngã đắc danh tự tại Phật. Nam mô nhãn quang minh nhân thắng Phật. Nam mô nhị quang minh nhân tự tại Phật. Nam mô tệ quang minh nhân thắng Phật. Nam mô thiệt quang minh tự tại Phật. Nam mô thân quang minh nhân thắng Phật. Nam mô tâm quang minh tự tại Phật. Nam mô sắc quang minh nhân thắng Phật. Trên đây là 5.400 vị Phật.